Đi vay anh nhẹ. 200 nghìn. Thanh niên đăng ký mạng xong rồi bảo không không có mạng mà đi ăn không đi, anh em thấy chưa? Em thằng nó không đăng này chưa, nó từ chối lời mời của mình, không có lần sau anh em nhé, không có lần thứ hai. Tầm trưa có mình đói là mình cũng đi ăn thôi, chứ nếu mình không đói là không mà cho nó ăn anh em ạ. À, sống quá đểu, quá khốn nạn. Anh em thấy bảo là như ấy vì ấy, như dao với thớt, người cũng vẫn vẫn thua cái vẫn thua cái dọc anh em, vẫn thua cái mồm, mồm thứ hai, mồm dọc. Nhắn tin với gái anh em không trả lời, ba bốn câu không bảo sao, như điếc. Chán anh em ạ, anh em vẫn thua rồi, anh em sân máu vẫn thua cái, anh em tự hiểu nhá. Cứ gì nữa nhắn tin sau anh em nói chuyện hỏi chuyện không trả lời, bơ giả vờ điếc. Hôm qua 2 giờ đêm khốn nạn không? Chưa thằng nào khốn nạn thằng này. Đây là thằng này anh em này, mình cho xem mặt thằng này, chính là cái thằng này anh em ạ, thằng khốn nạn này này, nó đang khinh thường mình. Thằng khốn nạn. Nam cướp cướp nào cũng tàn tàn gái mà đi vào lòng nước đấy nhỉ? Tàn gái tám thôi, tàn gái rồi. Chẳng qua nó ảnh nó chỉnh mẹ có phải nó đâu ra để ra những bây giờ đúng không, mày chụp ảnh của nó nguyên đa nguyên kiện không chỉnh sửa mày đăng lên Facebook làm đại diện biết ngay rồi, mà sẽ không giống nó một tí nào luôn, không giống một tí tí nào luôn, không giống chả khắc của châu vực lên trên app lên trên ảnh đúng không, úi dài trắng môi hồng đẹp trai không phải ơi lãng tử gì đây, anh cho mày cái ảnh anh cởi chuồng xong rồi, xong rồi có chụp ảnh con đang chỉnh sửa. Không, cái riêng cái ảnh ở trường nó lại nhiều gái quá. Đâu xem nào. Thằng Hương có chụp à? Đây có filter còn trắng đấy. Cái gì đấy? Nhiều gái á. Nó chưa có đăng lên một đống rồi. Ê, cho mà mình vừa mới về cái mình muốn chụp nhanh lắm. Nó dùng iPhone nó ấn nhanh. iPhone nó nhanh. Android phải ấn 3. iPhone chạm 3 cái vào nút hồ, nút hồ mà xong. Tự chụp. iPhone chụp nhanh ấy. Mình đã chụp rồi. Từ lúc nào cầm máy sẵn sàng rồi, lúc nào để này, lúc nào tay để này rồi biết kiểu gì Nam nó cho cái xe hay tay để sẵn rồi đấy phát nhấp luôn này gửi nhìn nào mẹ cuối thế cũng trình bày Nam Châu bị xóa khỏi Việt Nam rồi. Nam hồn đấy là nợ áp một lời xin lỗi áp à, thôi nợ áp một lời cảm ơn Nam là nợ áp một lời cảm ơn. Ok anh em nha, mình đẹp trai này đúng không anh em ha, thế mà nó bảo mình là phải đáp một lời xin lỗi anh em ạ này. Mùi. Anh em xem này, ê mình ấy, thằng em mình thằng cháu mình này.